Các bạn, sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết hé lộ đường dây đánh bạc ngàn tỷ liên quan đến nguyên cục trưởng cục cảnh sát. Bài viết được đăng trên trang Thanh Niên. Đường dây đánh bạc qua mạng cực lớn với giá trị giao dịch lên tới hàng ngàn tỷ đồng đã bị công an tỉnh Phú Thọ triệt phá. Đáng chú ý, đường dây này có sự tiếp tay của nhiều cán bộ cấp cao trong ngành công an. Chiều ngày 11 tháng 3, Bộ Công an chính thức thông tin về việc cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên thiếu tướng, cục trưởng cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao C50 thuộc Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an về hành vi tổ chức đánh bạc. Trước đó cùng ngày, Chủ tịch nước đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ông Nguyễn Thanh Hóa. Theo nguồn tin Thanh Niên, từ cuối năm 2017, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự sử dụng mạng internet để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành. Quá trình điều tra đã phát hiện đường dây đánh bạc thông qua mạng internet có quy mô cực lớn, có sự tham gia của hàng ngàn người trong và ngoài nước. Đường dây đánh bạc này được điều hành bởi hai đối tượng là Phan Xào Nam, nguyên chủ tịch công ty VTC Online, một doanh nghiệp chuyên về game online, và Nguyễn Văn Dương ở Hà Nội. Đây là đường dây hoạt động theo phương thức kinh doanh các game đánh bạc trá hình trên mạng internet. Đáng chú ý, với trách nhiệm của lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, khi phát hiện hành vi sai phạm, ông Nguyễn Thanh Hóa thay vì ngăn chặn còn có những hoạt động mang tính chất tiếp tay bảo kê cho đường dây này. Điều này cũng lý giải việc đường dây này hoạt động trong một thời gian dài với số lượng tiền giao dịch lên tới hàng ngàn tỷ đồng thì mới bị phát hiện bắt giữ. Ông Nguyễn Thanh Hóa được xác định là có hành vi đồng phạm với các đối tượng đánh bạc trong đường dây. Từ cuối năm 2017, ông Hóa và nhiều cán bộ thuộc C50 đã bị đình chỉ chức vụ công tác để kiểm điểm các sai phạm có liên quan. Tuy nhiên, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, việc điều tra này chưa dừng lại ở trách nhiệm cá nhân ông Nguyễn Thanh Hóa, mà có thể còn một số cán bộ từng giữ chức vụ cao hơn. Đến thời điểm này, cơ quan điều tra công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố khoảng 80 bị can, bắt giữ 38 người về các hành vi tổ chức đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong số những người bị khởi tố có Phan Xào Nam, Nguyễn Văn Dương và việc khởi tố bị can Nguyễn Thanh Hóa là diễn biến mới nhất, đồng thời thu giữ tài sản, tăng vật liên quan đến các hành vi nêu trên lên tới 1.000 tỷ đồng. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết bắt tạm giam cục trưởng cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao. Bài viết được đăng trên trang Thanh Niên. Ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên cục trưởng cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, tổng cục cảnh sát đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Hóa, cục trưởng cục cảnh sát công nghệ cao Bộ Công an để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc. Trước đó cuối năm 2017, ông Hóa đã bị đình chỉ chức vụ công tác tại cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao. Được biết hành vi của ông Nguyễn Thanh Hóa có liên quan đến đường dây đánh bạc qua mạng cực lớn vào cuối năm 2017 do công an tỉnh Phú Thọ điều tra. Liên quan đến vụ án này, ngày 11 tháng 3, Ban Bí thư họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để nghe Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan chức năng liên quan báo cáo kết quả điều tra vụ án tổ chức đánh bạc lừa đảo rửa tiền. Ban Bí thư cho rằng đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều địa phương, liên quan đến cán bộ của lực lượng công an. Dư luận xã hội đặc biệt